chặng đường dài 27 năm đó mà hôm nay đã đạt tới con số 100. Năm 92, cô Kỳ Duyên vào năm 93, 423 và tôi đang nói chung nhau là 423. Thì đến nay là 18 năm. Thì nhớ lại cái tốt đường đầu, chúng tôi xin vắn tắt cho cô giải là hồi đầu coi những con tay bay ai trong lúc đầu nó không có cái hình thức như thế này, nó chỉ là câu MTV, tức là câu ngoại cảnh, tức là câu ngoại trời. Thì thường thường là bên phía Nga đó là đem ca sĩ ra bờ sông Sen tới trước nhà thờ Đức Bà hoặc là lên ở Tour Eiffel để mà câu hình. Rồi nhiều khi một tuần mới được một bài, rồi ghép lại được từ 10 bài hay 12 bài thì làm những cái bài bài này rất là đơn giản. Thì làm như thế cho tới cuốn thứ 6 thì ông đạo diễn người Pháp, ông mới thấy tội nghiệp quá, ông mới bảo bên phía Nga, gia đình phía Nga là không làm như thế này thì bao giờ mới ra được một cuốn tay bay này. Tôi bây giờ làm một cái chương trình ở trong rạp, ở trong cái đi thời gian chuẩn bị phía nó dài, nhưng mà không qua thế là hồ khó, không phải là này. Thì từ cuốn số 7 thì đi bay này bây giờ mới là câu ở trong studio, tức là một cái rạp nhỏ tại đại truyền hình Romia tại Paris. Thì cái cuốn đầu tiên đó là chúng ta